Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải phía bài tập cuối tuần môn toán lớp 2, kết nối tri thức của cuộc sống. Tuần hôm nay chúng ta sẽ làm là tuần 33. Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000. Bài số 1, tô màu vàng vào bông hoa ghi phép tính có kết quả lớn nhất, màu đỏ vào bông hoa ghi phép tính có kết quả bé nhất. Như vậy thì chúng ta phải cộng hết mấy này lại rồi chúng ta mới biết được cái nào là lớn nhất, cái nào là nhỏ nhất. 29 chúng ta sẽ cộng với lại là 15, được là 44. Chúng ta cộng hết rồi ha. 59 ta cộng với lại là 17 bằng là 76. Rồi 81 ta trừ cho 6 là bằng là 75. 93 ta trừ cho 14 bằng là 79. 7 ta cộng với lại 38 bằng là 45. Rồi, màu vàng và bông hoa ghi phép tính kết quả lớn nhất. Lớn nhất như vậy cái hàng chục là 7, vậy là 79 là cái này là lớn nhất. Rồi. Lớn nhất. Rồi màu đỏ vào phép tính kết quả bé nhất. Như vậy là 44 là kết quả bé nhất màu đỏ. Rồi, thầy tô đại khái như vậy. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 2. Bao gạo cân nặng 35 kg, bao ngô nhẹ hơn bao gạo là 8 kg. Hỏi bao ngô cân nặng là bao nhiêu kg? Ta lấy 35 ta trừ cho ta 8, nó sẽ ra là bao ngô. Số kg bao ngô cân nặng là số kg bao ngô cân nặng là ba mươi lăm ta trừ cho 8 là bằng là 27 kg. Đáp số 27 kg. Câu B, cả hai bao gạo và bao ngô cân nặng là bao nhiêu kg? Ta lấy 35, ta cộng với 27, 35 là bao gạo, còn ngô là 27, ta lấy hai đó cộng lại với nhau. Số kg cả hai bao cân nặng là, ta lấy là 35, ta cộng với lại là 27. 75 12 với 2 đây nhớ 1, 62 kg. Đáp số 62 kg. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 3. Đặc tính đầu tính 782 ta trừ cho 65 2 ra trừ 5 hơn được ta lấy 12 ra trừ 5 cùng 7. 7 là cả 1. 6 cùng 1 bằng 7. 8 mà ta trừ 7 là còn 1. 7 hạ xuống. Sáu cộng 3 là bằng 9. 8 5 13 viết 3 ta như 1. 4 1 5. 628 mà ta trừ cho 354. 8 ra trừ 4 còn 4. 2 trừ 5 được ta lấy 12. 12 ra trừ 5 còn 7. 7 ra trả 1. 3 1 4. 6 trừ 4 còn 2.
537 ta cộng cho 291. 7 và 1 bằng 8. 9, 3, 12 với 2 nhân 1, 7, 8. Ta qua bài tiếp theo là bài số 4. Viết chữ số tích hợp vào ô trống. 8 và 1 là bằng 9. 5 ta cộng cho bao nhiêu là bằng số 2? Số 5 mà đã lớn hơn số 5, số 5 lớn hơn số 2 rồi đúng không? Thì như vậy thì nó trở thành là con số 12 chứ không phải là con số 2 đúng không? 7 ta cộng với lại 5. 5 ta cộng với lại 7 là bằng 12 với 2 là như 1. 3 là bằng 1 là bằng 4. 7 ta trừ cho bao nhiêu là bằng 2? Như vậy là 7 ta trừ cho 5 là bằng 2. 3 ta trừ 5 không được, ta lấy 13, ta trừ 5 còn 8, 8 ta trả 1. 4 trừ 1 còn lại là 3. 9 ta cộng 8 bằng 17, viết 7 là như 1. 6 cộng 1 bằng 7, 7 ta cộng với 2 nữa là bằng là 9, 5, 3, 8. Con số gì chỗ này? Ta trừ cho 7 là bằng 3, như vậy con số 0 là con số 10 á. Đây là số bị trừ, muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu ta cộng với số trừ, 3 cộng 7 bằng 10 với 0 là như 1. Nè. Trả 1, 2 cộng 1 bằng 3, 7 trừ 3 còn lại là 4. À, chữ này không có mượn gì hết, không có mượn cho nên bên này chúng ta không có trả. Như vậy là 6 ta trừ cho 4 là bằng 2. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 5 tính. Cái này chúng ta sẽ làm bên tay trái qua phải. Được. Người ta lấy 2 này ta cộng trước. 69 ta cộng với 26. Như vậy là bằng là 95. 95 ta trừ cho 73. Bằng. Bài này chúng ta sẽ làm hai bước được không? Ta cộng rồi chúng ta sẽ trừ. Trừ cho 73 bằng là 22. Rồi bài này cũng vậy nè, ta lấy là 92. 92 ta trừ cho 35 bằng là 57. 57 ta cộng với là 23. 7 cộng 3 bằng 10 với 0 tương với 1. 7, 8. Rồi lấy hai này cộng với nhau, 634 ta cộng với lại là 95 bằng là 729. Rồi ta trừ cho 540. 16. 9 trừ cho 6 còn 3. 12. Ta trừ cho 4 còn 8. 183. 375 ta trừ cho 38 còn lại là 337. Ta cộng cho 640. 13. 33 10 không nhớ 1. 7 8 9. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 6. Con trâu nặng là 353 kg, con bò nặng 418 kg. Hỏi câu A, con bò cân nặng hơn con trâu bao nhiêu kg? Ta lấy số này là trừ số này. Nào. Số kg con bò nặng hơn con trâu là số kg con bò nặng hơn. Chỗ này ít chỗ quá thầy thì ghi là vắn tắt là hơn là đây ha. Ta lấy 418 ta trừ cho 350 53 bằng hoặc là 65 kg. Đáp số sáu mươi lăm kg. Câu B, cả con trâu và con bò cân nặng là bao nhiêu kg? Như vậy chúng ta sẽ cộng hai số này lại. Số kg cả hai con nặng là 353 ta cộng cho 418, 311 phước 1 ta nhớ 1, 5, 6, 7, 7 này là kg. Đáp số 771 kg. Chúng ta qua bài số 7. 83 ta cộng với lại là 60, 15
bằng là 148. Ta trừ cho 39 bằng là 109. Rồi ta cộng cho 320 bằng là 420 19. 783 ta trừ cho 356 bằng là 427. 427 ta cộng tiếp cho 249 bằng là 676. Rồi ta trừ cho 280 rồi bằng là 390 16. Đọc qua bài số 8, lấy các que tính xếp thành các phép tính đúng như hình dưới đây. 56 ta cộng với 35 là bằng 91, 6 cộng 5 bằng 11, phép 1 ta nhớ 1, 5, 3, 8, 1, 9. Rồi, em hãy chuyển, cái này là câu A này là chúng ta thầy cho qua nha, các em tự lấy que tính để xếp lại ha. Vậy câu A là xong, chúng ta câu B. Em hãy chuyển chỗ một que tính để được phép tính mới cũng đúng phép tính. Như vậy chúng ta sẽ chuyển một que tính thì cái phép tính nó vẫn đúng. Rồi cái này thì thầy sẽ chỉnh như thế này. 35 35 cộng cho 316 bằng là 71 nữa. Cái 35 này thầy giữ nguyên nè, số 35 này thầy giữ nguyên nè. Còn 56 thầy chuyển thành là con số là 56 thành là 36. Rồi còn con số 9 này thì bỏ cái này được. Như vậy chúng ta sẽ chuyển một que. Số 5 chúng ta chuyển thành số 3. Que này qua đây thành ra là số 3. Như vậy là 35 cộng 36 bằng 71. Con số 9 này thành ra con số 7 là bỏ que này. Nên thành là con số 7. Được. Như vậy là chúng ta chuyển một que, còn bỏ là bỏ 3 que. Được. Thầy nhắc lại là 35 là ghi lại nè. 56 chuyển thành là 36, vậy số 5 chúng ta chuyển thành số 3, vậy chúng ta chuyển có một que, còn là chúng ta sẽ bỏ 3 que. Rồi câu C. Câu C thì chúng ta sẽ lấy là 36 ta cộng với lại là 25, 36 nè. Con số 56 ta chuyển là 36 nè. 36. 36 và thầy cộng cho 25. 2. Rồi 36 ta cộng với 25, 36 con số 56 thì chuyển thành là 36. Rồi cái này chuyển ở đây là một lần được không? Con số 6 giữ nguyên. Cộng cho 25, con số 35 chúng ta sẽ chuyển thành là 25, con số 3 nè, chúng ta sẽ chuyển thành con số 2. Vậy là một que, hai que. Rồi con số là số 9 thì là chuyển thành con số 6. Que này đi xuống đây, như vậy là 3 que, 1 que, 2 que và 3 que, như vậy là đủ. Được. Cậu này thầy viết lại là 36 là cộng 35, tại vì 36 này là chuyển thành là 56 thành là 36, còn 35 này ghi lại, cậu này là 71. Như vậy cái tên này chúng ta sẽ chuyển là 1 que và bỏ 3 que. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây, các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi, bài kiểm tra này dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng không phần mô tả thôi. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog, trong blog thầy giải rất nhiều tờ sách, các em vào đó tìm bài nhé. Chúc bài học tốt.